Dù không thông báo tan rã nhưng các cô gái của Blackpink trong hơn một năm qua đều chưa có thêm một sản phẩm âm nhạc chung nào trên danh nghĩa nhóm. Tuy vậy, độ oanh tạc của Hắc Hương vẫn thuộc hàng không phải dạng vừa. Theo thống kê, Blackpink đã vượt qua mốc 347 triệu lượt phát trực tuyến trên nền tảng nghe nhạc Spotify tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2024. Như vậy, nhóm đã chính thức vượt qua New Jeans để trở thành nhóm nhạc nữ được nghe nhiều nhất trên Spotify trong 2 tháng đầu năm nay. Điều đáng ngạc nhiên là Blackpink vẫn chưa hề phát hành thêm bất kỳ đĩa đơn hay album chính thức nào kể từ tháng 10/2022. Nếu như bộ tứ K-pop có thể tiếp tục duy trì lượt phát trực tuyến hàng ngày cao kỷ lục như hiện nay cho đến hết năm 2024, đây có thể là năm thứ 6 liên tiếp Blackpink giữ danh hiệu nhóm nhạc nữ được nghe nhiều nhất trong năm trên Spotify. Mặt khác, bản hit How You Like That của Blackpink đã vượt mốc 980 triệu lượt phát trên nền tảng này và theo dự đoán, ca khúc sẽ sớm trở thành ca khúc Hàn Quốc đầu tiên của một nhóm nhạc K-pop đạt được 1 tỷ lượt phát trực tuyến trong lịch sử. Nếu điều này xảy ra, Blackpink cũng làm nên lịch sử khi trở thành nữ nghệ sĩ K-pop đầu tiên gia nhập câu lạc bộ tỷ lượt nghe của Spotify. Ở thời điểm hiện tại, Blackpink có vẻ như không có ý định trở lại với tư cách nhóm nhạc trong năm 2024. Nguyên nhân là do cả 4 thành viên đều đang bận rộn với những dự án cá nhân của mình. Điều này cũng đồng nghĩa những người hâm mộ sẽ phải chờ đợi thêm một thời gian nữa để nghe những ca khúc mới nhất đến từ nhóm nhạc nữ đỉnh đám nhất K-pop hiện nay. Trước đó, theo nguồn tin từ New One, một lãnh đạo của YG Entertainment đã tiết lộ về kế hoạch sắp tới đối với Blackpink trong năm 2024. Theo đó, với việc cả 4 thành viên đều đang tập trung sức lực cho các hoạt động solo và kế hoạch quảng bá, Blackpink sẽ không thể trở lại hoạt động nhóm trong năm nay. Có khả năng người hâm mộ không thể nhìn thấy các thành viên Blackpink trong cùng một nhóm trọn vẹn trong năm nay, lãnh đạo tại YG cho biết. Blackpink vừa kết thúc toàn bộ lịch trình chính thức với tư cách nhóm nhạc, do đó chúng tôi hiểu rằng các thành viên đang muốn đón nhận những thử thách mới. Tuy nhiên, các thành viên đều nhận thức được sự kỳ vọng của người hâm mộ đối với sự trở lại của Blackpink. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các cuộc thảo luận về vấn đề này sẽ được tiến hành thường xuyên, người này nói thêm để trấn an khán giả. Trong khi đó, đại diện của YG từ chối đưa ra tuyên bố về những hoạt động của Blackpink trong tương lai. Dựa vào những lời này, người hâm mộ lo lắng rằng họ sẽ phải chờ rất lâu nữa cho sự trở lại của Blackpink với tư cách nhóm nhạc hoặc cùng đứng với nhau trên một sân khấu. Ở thời điểm hiện tại, Jennie và Lisa đều đã công bố thành lập công ty riêng để đẩy mạnh hoạt động solo. Trong khi đó, Jisoo được cho là sẽ đầu quân vào công ty của anh trai và tập trung vào mảng diễn xuất. Về phía Rose, nhiều tin đồn cho rằng nữ thần tượng cũng sẽ thành lập công ty riêng, tiếp bước các thành viên cùng nhóm của mình. Tuy chưa có thời điểm cụ thể về việc tái xuất, nhưng các fan của Blackpink đều tôn trọng quyết định và lịch trình riêng của bốn cô gái, đồng thời cũng luôn cổ vũ hết mình trong những hoạt động cá nhân này, cho biết vẫn sẽ chờ đợi để có thể nhìn thấy Blackpink tái xuất trong một ngày gần nhất.